muốn được chinh phục chiếc xe này, bởi vì nó cái tính tương đầu nó giống như chiếc GSA của BMW. Nhưng nếu như theo các thông số thì chiếc xe này nó có thể là bằng hoặc hơn chiếc kia, cho nên mình lựa chọn thêm một chiếc này nữa. Đấy, trước đây mình đã mua chiếc Roadline CVO này, hay mình muốn mua. Bây giờ nhưng mà để chinh phục các cung đường thì chiếc xe này. Xin cảm ơn anh và ban tổ chức xin gửi một phần quà tri ân dành tặng cho